nhưng mà sắt của nó toàn phi 18 ấy cháu ạ. Nhưng 17 nó dã vuông như cái thang này này. Nó cho phi to vào nó kéo giữ kinh lắm. Không phải là nó ấy đâu. Ở đâu? Đường Tân Sơn á. Đường Tân Sơn đấy. Đường Tân Sơn đấy. Đường nó đổ ấy. Còn lại sắt phi toàn phi 18. Toàn phi 18 nó đổ. Đang thuê hàng. Cái đường ở siêu thị Bắc Giang ngày xưa toàn phi 20 mấy chục tấn qua đường. Cái đấy nó quảng trường Bắc Giang. Nó không phải là nó giải cả đâu, nó chỉ lối đổi khớp lối giữa các miếng với nhau thôi chứ không phải nó giải cả sắt đâu. Bây giờ nó giải asphalt hết rồi. Nó chỉ cắt tầm độ nó gối giữa hai đầu sắt. Đường Tâm Linh nhận giải asphalt hết rồi. Tức là nó để đi chịu, nó để asphalt đi nó êm. Ừ, chứ còn bê tông là thôi rồi. Đấy nó còn lấy làm lèn nhưng mà bê tông nó làm cốt. Xe nó chạy như thế. Nó ăn bớt thôi chứ còn nếu có đúng tiền nhà nước rót ra thì lúc đầu làm đúng thì chẳng có xe gì chạy hỏng được. Đúng rồi. Cái sửa chữa thiết kế tất cả công trình của Việt Nam mình đều bị ăn bớt 2/3 hết. Bao giờ nó cũng tính là thừa mới trọng tải của xe chạy. Cái đó của Việt Nam mình nó không bị phạt nặng. Nhà nước nó khác, nó bắn ví dụ cái đường mà ví dụ xe chạy 40 tấn nhưng mà nó toàn thiết kế 60 tấn. Nói đâu cái đường này trái mình như đây. Không ăn bớt còn lâu mới hỏng không ạ. Đường chúng bọn Hưng 10 làm cái đường đấy kế hoạch có nhiều tiền lắm chứ. Cái dự án là đường của bọn Hưng 10 này là làm bố láo bố tuyết. Ông mà cái đường bê tông ông làm gì mà bán vẽ ông hết 700 triệu, có 700 triệu thì bán vẽ. Tao không cần bán vẽ cứ thế mà ốp mà đổ. Nhưng mà do mấy kỹ sư của Quang thì cứ thế thôi. Cái đường 5m là từ chỗ vườn ông mà lên ra dốc Măng Hoai đấy mới là đường chuẩn. Đường đấy là mình tự đổ nó lại khác. Ừ đấy. Nó cũng ăn như nó ý. Đã bảo rồi tất cả công trình Việt Nam mình đều bị ăn bớt 2/3 hết. Nếu công trình nhà nước